Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính sau đây. Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương trên toàn quốc để triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Lễ kết nghĩa giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai Việt Nam và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bò Kẹo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đây là việc làm cần thiết, quan trọng trong công tác quân sự quốc phòng, nối tiếp truyền thống đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam Lào. Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã thực hiện bán xăng sinh học E5 thay thế hoàn toàn xăng RON92. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 28 tháng 12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương trên toàn quốc để triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Dự hội nghị tại điểm cầu Chính phủ có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu Lào Cai có đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, năm 2017 với sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, tình hình kinh tế xã hội nước ta chuyển biến tích cực toàn diện, đạt và vượt toàn bộ 13 trên 13 chỉ tiêu kế hoạch, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Thủ tướng cũng yêu cầu các đại biểu dự hội nghị cùng thẳng thắn nhìn nhận các tồn tại, hạn chế để cùng nhau khắc phục nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Tiếp đó, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017 và dự thảo nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Theo đó, Chính phủ xác định phương châm hành động năm 2018 là kỷ cương, liêm chính, hành động sáng tạo, hiệu quả và các trọng tâm chỉ đạo điều hành là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Dự thảo nghị quyết đưa ra 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm với 59 nhiệm vụ giải pháp cụ thể. Đồng thời, Chính phủ giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện 242 nhiệm vụ cụ thể. Căn cứ vào mục tiêu và các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2018 theo nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như tổng sản phẩm trong nước tăng 6,5-6,7%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 7-8%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33-34% tổng sản phẩm trong nước, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1-1,3%, riêng các huyện nghèo giảm 4%, tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,6%. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo, kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2017, kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính phủ điện tử và hoạt động của tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2017. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khẳng định, năm 2017, đất nước đã đạt được nhiều kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và để lại nhiều bài học quan trọng phục vụ cho quá trình phát triển của những năm tiếp theo. Ban Chấp hành, Ban Bí thư Trung ương Đảng thời gian qua đã có nhiều chỉ đạo, quyết sách đúng đắn, phù hợp thực tiễn và hợp lòng dân trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trên mặt trận phát triển kinh tế xã hội. Tổng Bí thư cũng lưu ý Chính phủ, các bộ ngành trung ương cần tuyệt nhiên không chủ quan, thỏa mãn, không say sưa với thành tích thắng lợi, tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát và đảm bảo công bằng xã hội, an ninh quốc phòng. Gắn kết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh, xác định rõ và thực hiện đúng vị trí, vai trò, chức năng và mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội, phù hợp với kinh tế thị trường, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, tăng cường và giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận của nền kinh tế, được khuyến khích tạo điều kiện phát triển. Doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò, vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước.
Cũng trong chương trình hội nghị, ngày 29 tháng 12, Chính phủ sẽ tiếp tục tiến hành phiên thảo luận để làm rõ những vấn đề hạn chế, bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017, từ đó có sự thống nhất cao, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Chiều ngày 27 tháng 12, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai Việt Nam và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bò Kẹo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Đại Hội, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, Phó Tư lệnh Quân khu 2, đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai, đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, đại diện các sở, ban ngành, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Về phía đoàn đại biểu tỉnh Bò Kẹo, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, có đồng chí Bang Sỉ Say Sổng Khột, Tùy viên Quốc phòng Quân đội Nhân dân Lào tại Việt Nam, Thiếu tướng Mạ Ly Sản Sẻng Chăn Tha, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bò Kẹo. Tại buổi lễ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hai bên đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về việc cho phép Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bò Kẹo kết nghĩa với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai và quyết định của Tư lệnh Quân khu 2 về ngày kết nghĩa giữa Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh. Trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo hai bên, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai và tỉnh Bò Kẹo đã ký biên bản ghi nhớ và quy chế kết nghĩa quy định về nguyên tắc, nội dung và cơ chế hoạt động của hai đơn vị. Theo đó, hoạt động kết nghĩa của hai đơn vị đặt dưới sự lãnh đạo của Bộ Quốc phòng hai nước, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và lãnh đạo hai tỉnh. Hai đơn vị có trách nhiệm tuyên truyền giáo dục cho lực lượng vũ trang và nhân dân hai tỉnh hiểu sâu sắc truyền thống đoàn kết hữu nghị giữa Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước, tăng cường trao đổi thông tin liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn hai tỉnh, trao đổi chia sẻ giúp đỡ nhau trong xây dựng lực lượng, xây dựng khu vực phòng thủ, lĩnh vực hậu cần, kỹ thuật và các lĩnh vực khác. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, Phó Tư lệnh Quân khu 2 khẳng định, việc kết nghĩa giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bò Kẹo là việc làm cần thiết quan trọng trong công tác quân sự quốc phòng, nối tiếp truyền thống đoàn kết hữu nghị giữa hai tỉnh nói riêng và Quân khu 2 với các đơn vị Bắc Lào nói chung. Thiếu tướng Sùng Thìn Cò đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh cần phát huy hơn nữa mối quan hệ truyền thống lâu đời giữa hai dân tộc, hai quân đội và lực lượng vũ trang hai tỉnh, tăng cường trao đổi thông tin liên quan đến tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang hai tỉnh ngày càng vững mạnh, góp phần phát triển toàn diện quan hệ Việt Nam-Lào. Hai đơn vị cũng thống nhất ngày 27 tháng 12 làm ngày truyền thống giữa Bộ Chỉ huy Lào Cai và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bò Kẹo. Sáng ngày 28 tháng 12, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Lào Cai. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Hữu Thể, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện các sở, ngành thành viên phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình tỉnh Lào Cai. Những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã được tỉnh Lào Cai triển khai sâu rộng và đạt nhiều kết quả. Trong năm 2017, toàn tỉnh có gần 130.700 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt trên 80%, trên 1.700 tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa, trên 86% cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Phong trào vệ sinh môi trường nông thôn đã tạo ra những chuyển biến tích cực từ nhận thức của chính cán bộ, hội viên các tổ chức, đoàn thể và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đặc biệt, năm 2017, tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện đề án số 08 về phát triển văn hóa thể thao tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020 với nhiều cơ chế chính sách đồng bộ, thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu. Tại buổi làm việc, tỉnh Lào Cai cũng kiến nghị với Ban Chỉ đạo Trung ương đề nghị Quốc hội xem xét bổ sung danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sớm trình Chính phủ ban hành nghị định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội để tỉnh có căn cứ ban hành quy định tại địa phương. Bên cạnh đó, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh cũng kiến nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về tăng cường thực hiện các thiết chế văn hóa, xử lý nghiêm các hiện tượng vi phạm trên lĩnh vực này. Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa đánh giá cao cách làm bài bản của Lào Cai trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, qua đó tạo nên những điểm sáng tích cực so với toàn quốc. Đồng chí cũng mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gắn phong trào văn hóa với đảm bảo an ninh trật tự, chú trọng truyền thông, vận động, tiến tới xóa bỏ các vấn đề nhức nhối còn tồn tại trong đồng bào như tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, hủ tục lạc hậu. Thứ trưởng cũng yêu cầu trong xây dựng đời sống văn hóa, tỉnh cần chú trọng việc lấy xây để chống, làm cho phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.
Khối tham mưu tổng hợp vừa tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và phát động thi đua ký giao ước thi đua năm 2018. Năm 2017, phong trào thi đua của các đơn vị trong khối đã bám sát nội dung giao ước thi đua, cụ thể hóa thành các phong trào để phát động và triển khai thực hiện tại cơ quan đơn vị. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, của lãnh đạo các đơn vị, phong trào thi đua của khối đã từng bước nâng cao về chất lượng. Từng cơ quan đơn vị đã nỗ lực phấn đấu ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tỉnh Lào Cai năm 2017. Phát huy những thành tích đạt được năm 2017, các đơn vị trong khối đã ký giao ước thi đua quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. Hội nghị cũng đã trao tặng giấy khen của trưởng khối thi đua cho 5 tập thể và 3 cá nhân là gương điển hình tiên tiến trong công tác thi đua khen thưởng của khối. Năm 2018, các đơn vị trong khối đã bầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh làm trưởng khối thi đua. Theo kế hoạch thực hiện nghị quyết 30A của Chính phủ, năm 2017, tỉnh Lào Cai được giao tổng vốn là 112 tỷ 422 triệu đồng cho các công trình chờ quyết toán, công trình chuyển tiếp và công trình khởi công mới. Với số vốn này đã giúp các doanh nghiệp có thêm nguồn lực triển khai các dự án theo đúng tiến độ đề ra. Trong tổng số vốn nêu trên, đã có gần 8 tỷ đồng được sử dụng để chi cho 14 công trình đã hoàn thành chờ quyết toán, 22 tỷ 950 triệu đồng cho 10 công trình chuyển tiếp và trên 30 tỷ đồng cho khởi công mới 48 công trình. Việc bố trí kinh phí có sự lồng ghép, lựa chọn nội dung đầu tư trọng điểm gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới đã góp phần đảm bảo kinh tế của các huyện Ba Mia của Lào Cai và Bắc Hà, Mường Khương, Simacai, đời sống của nhân dân được cải thiện và không ngừng được nâng lên. Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng lao động nông thôn được quan tâm đúng mức, tỷ lệ lao động được đào tạo tăng cường hàng năm, từng bước đáp ứng yêu cầu của sản xuất hàng hóa, tỷ lệ giảm nghèo nhanh. Các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho ba huyện Bắc Hà, Mường Khương, Simacai. Trong đó, 81 công trình giao thông đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, 6 trạm y tế đạt chuẩn đảm bảo nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân, 5 nhà văn hóa xã kết hợp hội trường đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của các xã, 31 công trình với hơn 250 phòng học, phòng ở bán trú học sinh và phòng công vụ giáo viên hoàn thành, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, từ một thôn với 100% hộ là người Mông thuộc diện đói nghèo, nhà cửa tạm bợ, không đường, không điện. Sau gần 5 năm, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, đến nay cuộc sống của người dân thôn Làng Mới, xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Sát đã từng bước ổn định, trở thành thôn đi đầu trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. Từ khi được nhà nước đầu tư đường giao thông nông thôn tới Làng Mới, gia đình anh Thảo A Thống đã có điều kiện để phát triển kinh tế. Từ một hộ khó khăn, nay gia đình anh là một trong những điển hình trong phát triển kinh tế của thôn Làng Mới. Ngoài chăn nuôi đại gia súc với hàng chục con trâu, gia đình anh còn phát triển cây thảo quả, nuôi lợn, trồng mía và làm cây vụ đông. Nhờ được tập huấn, hướng dẫn của cán bộ trong việc chăm sóc, nên cây trồng, vật nuôi của gia đình phát triển tốt, thu nhập của gia đình anh đạt trên 120 triệu đồng một năm. Gia đình tôi thì về cái trồng cây lúa các thứ thì một năm thì gia đình cũng ghét hơn nuôi cái về trồng đại gia súc với lại nuôi lợn hoặc là trồng mía với lại một số cái trồng cây thảo quả, và gia đình tôi thì cũng hàng năm về cái mùa đông ấy thì cũng được chủ trương của nhà nước đầu tư một số cây giống các thứ như cây bắp cải các thứ hoặc là xoa hào các thứ để gia đình chúng tôi cũng tham gia để trồng để phát triển cho làm một số cái mà là thực phẩm cho gia đình. Nhà mình nuôi trâu, nuôi lợn, gà và trồng rau cải. Mùa này ruộng nhà mình cho công ty thuê để trồng tỏi. Ngoài chăn nuôi, mình còn làm thuê cho công ty để có thêm tiền lo cho gia đình, lo cho con cái ăn học. Sau 5 năm định cư, được Đảng và Nhà nước đầu tư nhiều chương trình, dự án cùng với nỗ lực vươn lên thoát nghèo của người dân, thôn Làng Mới đã từng bước khởi sắc. Đa số bà con trong thôn đều có đất sản xuất, có đất trồng lúa nên không còn thiếu đói. Toàn thôn hiện có 83 hộ thì có tới gần 1.800 gia súc, gia cầm. Thông qua các mô hình phát triển kinh tế, nhiều hộ đã chủ động mua máy móc, ô tô để phục vụ sản xuất. Đối với xã Mà Sáu thì có 11 thôn, trong đó là có một thôn là tập làm cửa ngõ của xã, đó là thôn Làm Mới. Đấy, thôn đấy là có thể nói là hiện nay là làm với thôn phát triển kinh tế xã hội tương đối là tốt. Đấy, có những hộ gia đình người ta là đã kinh doanh nhỏ, buôn bán nhỏ, cho nên là người ta đã có khá giả lây và người ta đã xây được nhà và mua được ô tô. Đặc biệt là cái mô hình trồng mía thì hiện nay là cũng đã nhân rộng ra cho các thôn, và mô hình trồng rau an toàn thì cũng hiện nay là thí điểm mùa hạ tại thôn Làm Mới đấy. Tới đây sẽ mô hình thành công thì sẽ nhân rộng ra các thôn để thực hiện hết.
Đời sống của người dân thôn làng mới đã thay đổi rất nhiều, đường giao thông được làm mới, đi lại dễ dàng. Nhiều gia đình đã xây được nhà cửa khang trang. Bà con trong thôn đoàn kết giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, cùng nhau vươn lên thoát nghèo và phấn đấu xây dựng làng mới, đạt thôn nông thôn mới trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, những đợt rét đậm, rét hại liên tiếp trong thời gian vừa qua đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của người dân các địa phương. Mặc dù đã có sự vào cuộc tích cực của các ngành, chính quyền các cấp, tuy nhiên việc phòng chống rét cho đàn gia súc vẫn gặp phải một số khó khăn do nhận thức của người dân tại một số nơi vẫn còn hạn chế. Ngay từ đầu mùa đông, các ngành chức năng cùng các địa phương trên toàn tỉnh đã tuyên truyền tới người dân chủ động dự trữ thức ăn và che chắn chuồng trại, đảm bảo an toàn cho đàn gia súc trên địa bàn. Tuy nhiên, tại một số địa phương, người dân vẫn khá thờ ơ về vấn đề này. Tôi thì cũng trưởng thôn đây thì tôi cũng bảo là mình gia súc là đàn, đấy là tài sản chính của gia đình mình. Nếu là gia súc có chết rét hoặc là như nào thì mình sẽ tổn thất rất lớn. Bà con bảo thôi không sao đâu, tôi thả cũng chả thấy sao mà. Thì thế mà thả không sao thì không may, cũng là may mắn lắm. Nhưng nếu là có việc gì đấy xảy ra thì lúc đấy là tổn thất, là tổn thất cho gia đình. Thậm chí ở xã Tà Ngài Trồ, huyện Mường Khương, mặc dù đã xây dựng được chuồng trại kiên cố, nhưng người dân vẫn giữ thói quen buộc trâu bò ở bên ngoài, đến tối mới đưa vào chuồng nhốt. Việc làm này vừa ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, vừa không an toàn cho trâu bò, nhất là vào những ngày nhiệt độ xuống thấp. Việc người dân đó là nhốt trâu vào chuồng cũng rất là muộn, khi buổi chiều về đi chăn về thì cũng nhốt rất muộn, buộc ở ngoài. Và buổi sáng sớm thì người dân lại dắt ra ngoài rất sớm. Thì đây là một trong những cái cũng chúng tôi cũng đã nhìn nhận được, cũng đã nhìn thấy, mà không phải chỉ một thôn, mà gần như thôn nào cũng thế. Với cái tập quán buộc trâu như vậy thì chúng tôi cũng thấy cũng rất là lo ngại. Và chúng tôi cũng đã cử cán bộ xuống tận thôn, cũng gặp các trưởng thôn, đến các gia đình tuyên truyền. Mùa đông năm nay được dự báo sẽ rất khắc nghiệt với diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, bên cạnh các phương án dự trữ thức ăn, di dời đàn gia súc ra khu vực ấm hơn khi cần thiết, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân thay đổi thói quen cũ, chủ động nuôi nhốt trâu bò để đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi. Ủy ban nhân dân phường Phố Mới, thành phố Lào Cai phối hợp với đội thanh tra an toàn giao thông số 1, Cục Đường sắt Việt Nam tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về giao thông vận tải đường sắt năm 2017. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe tuyên truyền về luật đường sắt, nghị định 44 ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt, điều lệ đường ngang, quy chế phối hợp trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, hướng dẫn xây dựng, tổ chức thực hiện và các kỹ năng cho người được cắt cử tham gia cảnh giới đường ngang qua đường sắt. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục về trật tự an toàn giao thông đường sắt và tổ chức cử người canh giới tại các vị trí đường ngang qua đường sắt hiện là giải pháp cấp bách mang lại hiệu quả nhất trong việc kéo giảm tai nạn giao thông tại đường ngang đường sắt. Tại hội nghị, đại diện các hộ dân trên địa bàn phường đã ký cam kết thực hiện các quy định về trật tự an toàn giao thông đường sắt. Tại xã Na Hối, Điện lực Bắc Hà đã tổ chức trao quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã nhằm tri ân khách hàng và thể hiện tinh thần chia sẻ với cộng đồng. Tại buổi tri ân, Điện lực Bắc Hà đã trao 20 suất quà cho 20 hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Na Hối. Cũng nằm trong chuỗi các hoạt động chương trình tri ân khách hàng năm 2017, Điện lực Bắc Hà thực hiện chương trình thắp sáng đường quê tại thôn Cốc Môi, xã Na Hối, lắp bóng đèn chiếu sáng miễn phí tại tuyến đường trục thôn với chiều dài đường dây 300m, tổng kinh phí cho chương trình gần 20 triệu đồng. Chương trình thắp sáng đường quê không chỉ góp phần đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn an ninh mà còn góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Na Hối. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, xăng sinh học E5 sẽ thay thế hoàn toàn xăng RON92. Để đảm bảo thực hiện đúng chỉ đạo này của Chính phủ, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã sớm chuẩn bị cơ sở hạ tầng, kỹ thuật và nguồn hàng để sẵn sàng phục vụ người tiêu dùng. Có hệ thống cửa hàng xăng dầu trải rộng khắp các khu vực trong tỉnh, ngay từ đầu tháng 12, công ty xăng dầu Lào Cai đã thông báo với các cửa hàng, đại lý để họ chủ động tiêu thụ hết xăng RON92 trước khi đưa xăng E5 vào kinh doanh đại trà. Đến ngày 12 tháng 12 năm 2017, công ty nhập 1.000 mét khối xăng sinh học E5 về kho, đảm bảo cung ứng đủ cho tất cả các cửa hàng trên địa bàn tỉnh Lào Cai và các đơn vị tuyến sau của công ty tại tỉnh Lai Châu, Điện Biên.
từ ngày 25 tháng 12 năm 2017, đơn vị đã thực hiện bán xăng sinh học E5 trên toàn hệ thống, sớm hơn so với lộ trình của chính phủ. Đến ngày 12 tháng 12, thì công ty đã tạo nguồn E5 lên kho xăng dầu Lào Cai để cung cấp cho các cửa hàng của công ty cũng như là hệ thống các cái công ty tuyến sau và các cái khách hàng có nhu cầu mua E5 tại địa bàn Lào Cai. Đến ngày 25 tháng 12 thì toàn bộ hệ thống cửa hàng cũng như là hệ thống phân phối của công ty đã chấm dứt cung cấp cái xăng 92, chuyển đổi toàn bộ 100% sang xăng E5. Và đến ngày 25 tháng 12 thì công ty cũng chuyển đổi một số cái cửa hàng triển khai tiếp để bán cái xăng 95 để tăng cường cái sự lựa chọn các cái sản phẩm cho khách hàng, đối với khách hàng có nhu cầu sử dụng cái xăng 95 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Để việc cung ứng xăng E5 ra thị trường đảm bảo tốt, công ty xăng dầu Lào Cai chỉ đạo các cửa hàng trên địa bàn tỉnh tiến hành xúc rửa bể, lắp đặt bảo dưỡng hệ thống công nghệ, cột bơm đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật kinh doanh xăng E5 trên toàn hệ thống. Bên cạnh đó, công ty lắp đặt thêm một số bể chứa xăng đối với các cửa hàng xăng dầu kinh doanh cả hai mặt hàng xăng E5 và xăng RON 95. Tại cửa hàng xăng dầu Kim Tân và cửa hàng xăng dầu Bắc Cường, khách hàng lựa chọn sử dụng xăng E5 chiếm tỷ lệ khá cao. Người dân qua sử dụng thấy xe chạy rất êm, nhẹ máy và đặc biệt loại xăng này rẻ hơn xăng RON 95 đến 1.160 đồng một lít. Vì vậy, xăng E5 sẽ là lựa chọn dùng để tiết kiệm chi phí. Nói chung là từ khi mà có chủ trương mà chuyển đổi đến xăng E5 thì mình ưu tiên sử dụng cái xăng này. Vì thứ nhất là cái ưu điểm của nó là nói chung là chạy máy vẫn êm, nói chung là vận tốc nó không có giảm. Rồi thứ hai nữa là cái giá thành nó rẻ thì mình ưu tiên xài cái xăng này. Nói chung là thứ hai nữa là chạy cái xăng này nó thân thiện với môi trường hơn. Nhà nước đã đề ra cái sản xuất được ra cái loại xăng E5 này quá tốt luôn, quá chuẩn luôn để tránh cho cái ô nhiễm môi trường. Thế tôi hoàn toàn ủng hộ. Rất tốt. Tuy việc triển khai kinh doanh xăng E5 trên địa bàn tỉnh Lào Cai thời gian gần đây đã có chiều hướng tích cực hơn, song thực tế vẫn còn không ít người tiêu dùng băn khoăn, thắc mắc vì trước đây sử dụng xăng RON 92, giờ đổi sang E5 có ảnh hưởng đến động cơ và máy hay không? Sử dụng xăng E5 có nhanh hết xăng hơn so với RON 92 và RON 95? Bản thân em là một người đi lại rất là nhiều. Em cũng thường xuyên, ngày trước thì em thường xuyên sử dụng xăng 92. Từ ngày 1 tháng 1 2018 em được báo chí tuyên truyền là có một loại xăng mới rất là thân thiện với môi trường, tiết kiệm, nói chung tiết kiệm chi phí cho mình ạ. Em rất là ủng hộ loại xăng mới này ạ. Để đưa xăng E5 thay thế RON 92 trên địa bàn tỉnh từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, ngành công thương đã yêu cầu các doanh nghiệp cung ứng, phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh lập phương án kinh doanh xăng E5, hướng dẫn các đơn vị về những yêu cầu cơ bản khi bảo quản, kinh doanh xăng E5. Mặt khác, trong quá trình thực hiện, Sở sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra giám sát về chất lượng cũng như quá trình thực hiện của các doanh nghiệp cửa hàng, sẽ có biện pháp xử lý đối với các cơ sở không tuân thủ quy định. Thì chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường có xây dựng một cái kế hoạch sẽ thường xuyên kiểm tra và giám sát cái việc thực hiện của các cái đại lý, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh để đảm bảo thực hiện theo đúng cái chủ trương của chính phủ. Đồng thời, chúng tôi sẽ thường xuyên nắm bắt, theo dõi cái tình hình thực hiện kinh doanh của các cái doanh nghiệp, các cái cửa hàng, để nhất là tại những cái khu vực mà vùng sâu vùng xa, các cái khu vực mà còn khó khăn, thì chúng tôi sẽ kịp thời nắm bắt để cũng sẽ tháo gỡ hoặc là đề xuất các cái cấp có cái hướng tháo gỡ trong cái quá trình thực hiện lộ trình chuyển đổi. Đồng thời là cũng đề nghị các cái doanh nghiệp đầu mối, các cái thương nhân phân phối và các cái nhà kinh doanh xăng dầu là sẽ tiếp tục và tăng cường cái công tác tuyên truyền để người dân và người tiêu dùng là hiểu rõ hơn về cái đặc tính lợi ích của việc sử dụng xăng sinh học E5. Thực tế, việc đưa xăng sinh học vào sử dụng trong cuộc sống là xu thế tất yếu nhằm hướng tới bảo vệ môi trường. Cùng với sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất của các doanh nghiệp, các ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp, điểm bán và có biện pháp xử lý đối với các cơ sở không tuân thủ quy định để đảm bảo chất lượng xăng khi cung cấp ra thị trường.
Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Thôn quê tươi xanh, không khí mát lành, là trẻ gái trai chung tay xây dựng. Bóng làng sạch sẽ, nhà nhà vệ sinh. Nếp sống văn minh, ta cùng hưởng ứng. Nhà tiêu mới cứng, thuận lợi, dễ đi. Không sợ mùi hôi, mùa mưa yên chí. Tôi còn bức bí, nhà cầu quá hôi, cả nhà ổi thổi, sớm hôm chịu đựng. Anh ba ơi, cả xóm xây nhà tiêu rồi, con mình đang ở lại nhá. Đợi tôi với, đợi. Hơi gật, hơi gật, hơi gật.